Có việc quan trọng gì mà anh Phong gọi em lên phòng lâu thế? Anh ấy muốn em hỗ trợ trang báo điện tử. Phó tổng biên tập mà cứ thích làm việc trực tiếp như thế này thì cũng mệt nhỉ. Anh ấy có biết số tới em phải phụ trách 3 bài không? Em nói là em làm sắp xong rồi. Hơn nữa, việc anh ấy gọi em lên trao đổi chỉ là hỗ trợ đề án thôi. Em suy nghĩ hồn nhiên nhỉ. Kế hoạch của phòng như thế nào em còn chưa nắm được. Bây giờ chồng chéo chỉ biết phân biệt kiểu gì, rồi lại chậm tiến độ, ảnh hưởng đến thi đua của phòng, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Theo chị, bây giờ phó tổng biên tập giao việc, em lại từ chối không làm. Làm, đương nhiên là phải làm. Nhưng mà anh Phong phải nói với chị, để chị còn sắp xếp công việc của phòng. Em thấy chị đang làm rắc rối mọi việc lên rồi đấy. Anh ấy có thể nắm được phần việc của phòng mình qua các buổi giao ban. Giờ biết em sắp làm xong việc, anh ấy giao thêm việc mới, thế thôi. Nếu mà em đã nói như vậy thì từ giờ trở đi em lên hẳn phòng anh Phong mà làm việc. Chị. Hôm nay lại lên cơ quan sớm thế à? Đi cà phê với chị không? Chị đang chờ đến giờ phỏng vấn. Anh Phong gọi em đến trao đổi chút công việc. Chị nghĩ em rảnh mà lên cơ quan giờ này à? Cửa hàng còn một đống việc ấy. Nếu mà sát nhập hai phòng với nhau ấy, phòng mình mà chịu sự quản lý của bà ý thì sẽ không ai chịu được đâu. Không bao giờ có cái chuyện nhân viên lại đi làm việc riêng trong giờ làm việc. Mà càng không bao giờ có chuyện nhân viên lại đến sau trưởng phòng trừ khi có việc. Đến lúc đấy thì phải chịu chứ biết làm sao. Mà em nói thật, bà ấy chỉ có thể bắt nạt được con bé Loan với con bé gì vừa mới chuyển đến thôi. Chứ thủ động vào em xem, em chẳng ngán. Kính. Thôi, chị đi cà phê một mình đi. Chị đã nói xong đâu. Chị có việc giao cho em đây. Anh Nguyên muốn trong số lần này ấy, sẽ có một bài phỏng vấn về thế hệ đi trước trong ngành của mình ấy. Bây giờ đã có một bác nhận lời rồi, chị sẽ chuyển sang cho em. Này, chị giao việc này cho người khác đi. Em còn bao nhiêu việc nữa, còn cả dự án với phó tổng nữa đấy. Thế em nghĩ là một mình em bận à? Hay em muốn chị giao việc này cho cái Tiên, cái đứa ít kinh nghiệm đấy? Chính tổng biên tập đã yêu cầu người chắc tay làm việc này. Chị không thể làm vì chị còn phải ngồi duyệt bài. Còn nếu em cảm thấy khó chịu, muốn kiện cáo vì phải làm quá nhiều việc ấy, em lên hẳn phòng tổng biên tập mà kiện nhá. Số chị gửi cho em rồi đấy. Học đại học 4 năm xa nhà, khi anh về cây sữ đã ra hoa. Người yêu cũ bồng con ra chào chú. Anh mỉm cười chào mợ thằng cu. Hay quá. Thôi thế này nhá, tôi dự định là sẽ viết như một dạng hồi ký một đời làm nghề của mình. Anh ơi, nhưng mà chúng ta chưa nói xong được cái vấn đề chính mà em cần phải biết ở trong bài. Em nghĩ là chỉ cần ở góc độ khách quan. Tôi đã nói với chị Nguyệt rồi, là phải để tôi được phóng bút. Còn nếu không thì thôi thôi thôi, mời cô đi liên hệ người khác. Em xin lỗi anh, em có điện thoại. Ừ, em cứ nghe đi. Dạ, em chào anh ạ. Cậu là? Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nam, phóng viên ở chỗ của Liên này. Nam, ở chỗ Liên? Dạ. Hay quá. Nam ngồi đây đi. Dạ. Ngồi đây đi. Ấy, anh để em ạ. Uống rượu là phải chén đầy. Nếu mà vơi chén, dạ dày lại đau. Ăn cỗ là phải có rau. Nếu mà không có lại đau dạ dày. Lên núi là phải chén thịt cầy. Nếu mà không thế thì dạ dày lại đau. Chi kỷ đấy thôi. Mưa trước là phải mưa sau. Nếu mà không chế thì lại đau dạ dày. Dạ em mời anh ạ. Dạ. Chị à, ông tác giả mà hôm qua chị giao em đi phỏng vấn ấy, ông mới chỉ mải nhậu thôi, không giải quyết được việc gì cả. Em có nhờ Nam ra hỗ trợ nhưng mà vẫn không ăn thua. Hiện tại chị vẫn đang quản lý cái phòng này. Bọn em muốn hỗ trợ nhau chị không phản đối, nhưng ít ra em phải báo cáo với chị một tiếng chứ. Em biết là như thế, nhưng mà hôm qua Nam nó say quá. Với lại... Thôi, em không cần phải giải thích nhiều nhá. Em không thể đẩy hết việc cho Nam như thế được. Nếu mà ngày hôm nay chị không gọi điện cho người ta thì chắc là bọn em vẫn làm như thế sau lưng chị, đúng không? Bây giờ như này đi, nếu em không làm được ý thì em cứ nói với chị. Chị làm hết nhá. Chẳng qua là anh Nguyên,
anh ấy nói với chị là phải tạo điều kiện cho lớp trẻ làm việc. Bây giờ ấy, nếu em không làm được thì chị sẽ không phiền em nữa. Một mình chị làm hết, một mình chị lo hết nhá.